Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lời Dạy Hay. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu bài 30 Nguyên sinh vật, sách giáo khoa, khoa học tự nhiên lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta sẽ cùng nhau trả lời cho các câu hỏi của mục 3, một số bệnh do nguyên sinh vật. Trả lời câu hỏi mục 3 trang 104. Dựa vào những thông tin về bệnh sốt rét và bệnh khiết lị ở trên, hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu bệnh sốt rét và bệnh khiết lị sẽ có những tác nhân gây bệnh là gì, con đường lây bệnh, biểu hiện và cách phòng bệnh. Cô đã hoàn thành bảng, các em có thể tham khảo như sau. Trả lời: tác nhân gây bệnh. Bệnh sốt rét thì sẽ do trùng sốt rét gây ra, bệnh khiết lị thì do trùng khiết lị gây ra. Con đường lây bệnh, bệnh sốt rét thì truyền theo con đường máu qua vật truyền trung gian là mũi, còn bệnh khiết lị thì lây qua đường tiêu hóa và nguồn nước. Đối với bệnh sốt rét, biểu hiện của bệnh sẽ là sốt, rét, người bệnh sẽ có cảm giác mệt mỏi, chóng mặt và đau đầu. Đối với bệnh khiết lị, người bệnh sẽ bị đau bụng, đi ngoài, phần có thể lẫn máu, chất nhầy, cơ thể mệt mỏi vì mất nước và nôn ói. Cách phòng bệnh. Đối với bệnh sốt rét, chúng ta cần tiêu diệt muỗi, mắc màn khi ngủ, vệ sinh môi trường sạch sẽ, thoáng mát để muỗi không có thể sinh sản và trú ngụ. Đối với bệnh khiết lị, chúng ta cần chú ý vệ sinh cá nhân và môi trường sạch sẽ, ăn uống phải ăn chín, uống sôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trên đây cô và các em đã giải đáp xong các câu hỏi. Hẹn gặp các em trong những video tiếp theo.